tất cả trường hợp đi ra ngoài đều có giấy đi đường do cơ quan công an cấp. Nhân viên y tế thì có lẽ nhân viên y tế, người đi tiêm vaccine thì có tin nhắn rồi hoặc giấy thôi. Mới được đi liên quận. Okay. Không thì thôi. Không biết rồi. Sáng không thì anh cha cứu nó không ra. Biết rồi. Lo nữa gì trong nhà. Anh đợi chừng nào cha cứu của anh nó xác nhận cho anh thì anh mới được đi. Okay. Không thì không, ở yên trong nhà, ra đường là không được nha. Ủa giờ muốn quét mã đâu? Anh quét mã thì anh lại đó. Đúng rồi. Gì nè? Nhưng mà trên đây nó để quận 12 không à. Tại cái này nó chưa ấy mà. Thì nó chưa cập nhật lại thôi. Nhưng mà đi thì vẫn được đúng không? Đúng rồi. Anh coi cái này coi. Bây giờ như vậy nè, nó xác minh của tôi nè, hôm qua tôi đăng ký rồi, xác minh rồi nè, hôm qua nè. Nhưng mà bây giờ cha số chứng minh nó không ra. Bây giờ cho tôi xin quậy đầu lại, trả hàng cho anh ta đi. Rồi ok, giờ tự nhiên lần đầu anh không biết đi. Bây giờ nó xác nhận. Nhưng mà shipper của mình đông quá, nên là nó xác nhận không kịp. Thì anh gán chịu, để vài ngày nữa nó sẽ xác nhận cho anh. Rồi anh mới được đi ra, rồi. Giao hàng tiếp. Rồi như lần gì? Đầu như lần đầu anh không biết gì tạo điều kiện cho anh quay về. Xin quay lại trả hàng ta. Rồi đi. Ok. Đừng có phạt đừng gì, không mấy giờ dịch bệnh ở nhà không à. Rồi coi như lần đầu anh không biết đi. Mới ra chạy á. Rồi. Cái này là như hôm qua mình có đăng ký là chạy liên quận rồi. Là có gửi xác minh tài khoản là thành công rồi, nhưng mà hôm nay cha cứu ở trên sở công thương là không có ra nha. Cha cứu với chứng minh á, không có ra nha, mà tên của shipper. Bây giờ phải quay lại thôi. Bây giờ thì mình quay về trước đi rồi liên hệ sau, chứ giờ đứng ở đây cũng như vậy à. Mình cũng không biết được, tại vì là thấy nó mở ra đi là bây giờ là cho chạy thì công ty cho chạy, mà sao không được đi ta, không được ấy ta, trên sở công thương tra cứu thì không có ta. Thì là mình là bị khóa, bị nghỉ mấy ngày nay, thế là hôm nay bắt đầu mở lại từ hôm qua, mà chỉ có bảo là giáp nó thông báo là công ty thông báo là mình được chạy liên quận thôi. Có tin nhắn các thứ ở đây thì sáng mở ra chạy đi thì bây giờ qua đây không được qua. Kia mình quét mã các thứ vẫn bình thường, vẫn đi được, nhưng mà sao cái này lại còn đòi ở trên đấy nữa, là không hiểu tại sao nữa. Chỉ thấy cái thông báo vậy là em đi làm thôi, bữa nay lúc đầu tiên em mới chạy được thứ hai thôi. Vì anh pha là biên bản em cũng còn khó em quá. Thấy nhắn tin cái là ngày từ ngày 10 tháng 9 là được đi, người ta tài xế có thể hoạt động trong khung giờ là từ 6 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, mà mình là không có biết thì mình đi làm vậy thôi. Đi test tại ngày đầu tiên mình không có biết, mới đi làm ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 9. Em bấm giùm anh được không? Cha cứu shipper em với tay em. Nói chung là không có mất thời gian, nhưng mà mình làm như vậy là tốt cho mình thôi. Đâu cái này là trên sở công thương nó đã đăng ký cho mình. Trên sở công thương đó mà mình chạy, trên sở công thương nó đã đăng ký cho mình. Nói chung là mình chạy cái này thì nó hơi lúng túng hơn là mình chạy trong quận. Nói chung là nó có nhiều cái nó gì thôi, nhưng mà thì nó khó khăn, nhưng mà khó khăn chung cho mọi người, cho nó an tâm cho những người chạy xe thì thôi. Thông tin đăng ký trên sở công thương mới được phép hoạt động, xét nghiệm 2 lần ở 2 ngày 1 lần. Nếu mà có xét nghiệm trong thôn thì quay đi, có thể đưa về. Chào đây, ấp chơi mãi.
sao cho chạy được đúng không? Quét mã cái, quét mã rồi đi qua. Rồi tất cả không xem bắn là để cắn làm đây bởi là để giãn cách ra. Tất cả trường hợp lấy giấy đi đường ra. Cứ lại đi, đuổi đi đường rồi đi. Cứ lại đi. Cái này mất thời gian không? Mở được quá trời. Bảo. Tất cả mở giấy đi đường ra. Tất cả lại đây đi. Tất cả chuẩn bị điện thoại. Đấy. Khai báo quét mã bây giờ có. Bảy chín không chín ba không không chín ba không 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 bốn hai bảy không bốn hai bảy lấy chứng minh nhân dân, lấy chứng minh nhân dân về cho anh điều tra. Công tác tại đây là bắt đầu coi như là tiến hành kiểm tra đối với cái lực lượng shipper. Thì như các anh đã biết là thì lực lượng shipper đã được đi liên quận. Thì sáng nay là cái số lượng shipper rất là nhiều. Tuy nhiên là đa phần là các anh đã cái lực lượng shipper này cũng chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Như là có cái khai mã QR code của kiểm soát dân cư vùng dịch của Bộ Công an. Rồi cái phiếu xét nghiệm có thời hạn trong vòng 3 ngày thì các anh cũng xuất trình được rất là đầy đủ. Sáng giờ thì cái lực lượng shipper là chiếm khoảng 30-40% cái lượng người qua chốt. Sáng giờ thì đại đa số là coi như là người dân đều chấp hành, chưa chốt. Sáng giờ là chưa có phát hiện cái trường hợp nào sử dụng giấy tờ giả cũng như là cái không đầy đủ giấy tờ. Thì đa số là người dân là có như một số cái trường hợp là đi qua chốt để đi tiêm ngừa tại trường tiểu học Hồ Dân Quê kia. Thì đối với trường hợp là đa phần là chưa có thực hiện cái khai báo mã QR code thì tổ công tác yêu cầu buộc phải quay đầu là khai báo rồi thì đúng quy định mới cho qua chốt. Dạ không, chỉ cần quét mã QR sẽ qua được hết anh. Với lại xét nghiệm, có giấy xét nghiệm âm tính. Dạ nó giảm được khoảng 10%. Trước dịch đó hả? Trong dịch này. Dạ. Dạ đúng rồi, trong nội quận thì nó mắc hơn. Chạy nội quận á, giống như chỉ trong một quận á thì nó cao hơn là mình đi liên quận. Dạ cái đó em không rõ nữa, là em cũng mới chạy lại à. Em cũng mới chạy lại bữa nay, mới bữa trước là em không được chạy liên quận nên không được sở công thương cho phép chạy. Nên em nghỉ thời gian ở nhà từ 23 đến bữa nay.